Chào các bạn, tôi đang ở trong khu cách ly đây. Đêm khuya thì tâm sự các bạn nó đỡ buồn thôi. Nói chung là đi cách ly ấy thì cũng không có gì, cũng bình thường thôi, không có gì gọi là lo lắng hết. Khu cách ly chỗ tôi thì được cái rất là sạch sẽ. Có điều là buổi chỗ phòng của tôi, gần phòng tôi thì muỗi hơi nhiều thôi. Chung là nếu mà bạn phải đi cách ly á thì bạn phải chuẩn bị những thứ như vậy. Thứ nhất á, là mình bạn cũng biết á, ở chỗ khác thì tôi không biết, nhưng mà chỗ của tôi họ quy định á là không được mang cái đồ điện vào. Nhưng mà thật sự các bạn có thể giấu được, tốt nhất là nên mang cái ấm điện đi, ấm nước á, ấm đun nước để buổi sáng nấu cà phê, nấu nước sôi còn ăn mì nữa. Các bạn nên mang theo như vậy. Cái tiếp theo là các bạn mang theo, nên mang theo, nên nạp 4G. Chứ lên đây thường họ không có cho mua gì hết, vì không ai kinh doanh cái gì hết. Thứ nhất là ở nhà nên chuẩn bị gửi mì gói á, mang mì gói vào, mang mì gói vào, mang ấm nước để nấu nước, uống cà phê, ăn mì. Cái tiếp theo là các bạn nên chuẩn bị mang, nếu bạn nào mà kỹ tính ấy, giặt quần áo ấy, thì mang theo ít bột giặt, mang ít nước xả vải. Vì trong khu cách ly này ấy, tùy nơi có sợ có bột giặt, có nơi không có, mà tốt nhất là nên mang theo. Còn nước xả vải tôi nói là chắc chắn là không có rồi đấy. Mang theo ít nước xả vải để các bạn khi mà một ngày thay quần áo, các bạn sẽ giặt quần áo, các bạn xả để phơi thì quần áo nó thơm. Chứ ở đây không có nước xả vải đâu, mà không, mua không được đâu, mang theo tiền cũng không mua được, không ai mang vào hết á. Nước ta mang theo hay là nhờ người nhà gửi vào. Và đặc biệt á là họ sẽ không cho bạn mang thức ăn vào. Tức là nếu mà bạn mang thức ăn chế biến sẵn như từ nhà lên á, như là cơm phở là cái gì á, thì chắc chắn là không được mang vào rồi. Mà bạn có thể được mang là trái cây này, bánh trái, nó chỉ bánh trái thì bạn mang vào. Nhưng mà không được mang vào những cái đồ thức ăn chế biến sẵn không á, ở từ nhà thì không, đấy là không được mang vào. Nút trắng trẻo đẹp trai đấy cháu ơi. Dạ đúng rồi, ở trong đây thì cũng không có gì là ăn uống đầy đủ, nhưng mà có điều là cơm thì nó không được ngon như ở bên ngoài thôi. Tốt nhất nên để mang theo mì gói để mình ăn thêm. Mang cà phê để uống. Đang trong một khu cách ly đây này. Thường thường thì tùy nơi thôi, ở chỗ mình cách ly là cái trường học, trường tiểu học Lê Quý Đôn. Trường này là một cái trường học rất là chuẩn, ở 3 tầng lầu á, nó có 3 phòng vệ sinh, 3 nhà vệ sinh. Tức là một tầng lầu sẽ có 3 nhà vệ sinh và một phòng tắm. Hả, không phải F1 ơi, bạn Vi Mạnh Trần, em là F0 ơi. F0. Em âm tính một lần rồi, chứ không phải là F1, em là F0. Tức là bị nhức đầu á, cách đây là khoảng 14 ngày bắt đầu nhức đầu. Nhức đầu một này là mất, nó bắt đầu về sọc, nghẹt mũi rồi bị mất khứu giác á, thì xét nghiệm âm tính. Nên được vô đây đưa cách ly này. Đấy thì họ đưa vô đây. Chung là ở đây khoảng hơn 100 người á, 120 người. Thì mình căn cứ theo cái phần cơm người ta xin á, một lần mình xuống mình xin cơm thì có 120 phần, mình đoán là đây khoảng 120 người. Nhưng mà thật sự thì ăn cơm, phần cơm cho không có hết. Đấy.
trong đây nói chung là cái trường học này thì sạch sẽ, sân trường tuy là trường nó nhỏ thôi nhưng mà cái sân trường cũng được, cũng rộng, cũng đủ rộng để mọi người tập thể dục ở dưới. Nhưng mà khi đi cách ly ấy, thì các bạn nên không có gì đáng sợ, các bạn rất là thoải mái bình thường, không có gì đáng sợ, chỉ có điều là bạn không đi ra ngoài thôi, không mang tiền theo không tiêu thôi. Trước là nhờ người nhà gửi tiếp tế lên, nhất đồ ăn thức uống á. Còn nếu bạn nào lặn ấy, ở khu cách ly nếu lặn á, mà sợ lặn thì mang theo chăn mền. Mà như thành phố Hồ Chí Minh cái mùa này nóng lắm, mình đang ngồi đây mà rất là nóng á, tối rất nóng á, phải lặn đâu. Ở bên ngoài có thể lặn nhưng mà trong phòng là nóng. Dạ. Ăn uống bình thường thì em vẫn ăn bình thường mà ăn, may là ăn được họ sẽ phát cơm và cháo thường chân dành cho những người mà người già, người ta ở lầu dưới ấy. Ở đây là có 3 tầng, chỗ em có 3 tầng. Đúng rồi, bạn Tào Tùng tiêm 2 mũi vẫn bị, nhưng mà cái triệu chứng là rất là nhẹ, triệu chứng giống như là cảm thôi, không có gì hết á. Cảm giống như nhức đầu à, sổ mũi, đầu nghẹt mũi mà bị mất khứu giác thôi, không có gì hết. Đúng không? Giống như là cảm. Nhưng mà ha, có một điều á, là những người già á, tôi thấy ở đầu dưới á, ở tầng trệt á, có khoảng mấy chục người già á, mười mấy người á, hơn hai mấy người đã người già thì người ta cho ở lầu dưới, ở đấy có rất nhiều oxy. Tôi thấy mình thấy là đa số người già á, thường hay bị thở oxy, vì cái hệ miễn dịch của họ kém, virus có thể đã xâm nhập vào phổi rồi nên cho thở oxy. Còn cái trường hợp nào mà nặng quá thì họ chuyển lên tuyến trên. Đúng rồi anh, đúng rồi, cứ tiêm 2 mũi thì mình khỏe, nhưng mà được những người già, những người bệnh nền á, thì cái hệ của họ kém, họ cái kháng thể họ không đủ á, thì họ có thể bị nặng hơn những người thường, nên phải có oxy cho họ, nên để họ lầu dưới á. Thường là bác sĩ ở đấy là người ta chăm sóc á, là người ta không để những người già nằm lâu, người ta sẽ gọi dậy thở, tập thở, chăm sóc như vậy. Còn những người khỏe ở lầu trên, người trẻ người khỏe ở lầu trên, người nào không có triệu chứng ở lầu trên hết. Thường là 7 ngày, thường là họ xét nghiệm, những người nằm mà khỏe sẽ xét nghiệm, người nào không có triệu chứng, không bệnh nền ấy, thì họ sẽ test nhanh, âm tính 2 lần được về. Mà thường cái khoảng thời gian mình về nó khoảng từ 10 đến 14 ngày là mình sẽ về. Còn những người mà yếu, người có bệnh nền thì lâu hơn. Không có gì đáng sợ đâu. Mình đang ở trong khu cách ly này, mình thấy một điều á, nếu mình so ra cái bữa cơm hàng ngày thì tính ra là rất tốn kém. Ngân sách nhà nước rất tốn kém trong chuyện này. Bạn thử tính xem, trong 120 người ăn hàng ngày 3 bữa, bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều rất là tốn kém. Và nước uống nữa. Bạn thử nghĩ xem tiền điện, tiền gì đó rất là tốn kém. Chứ không phải gì, nếu mình tính ra ngân sách rất là tốn kém đó. Mà nhà nước ráng lo cho tất cả những người không đủ điều kiện cách ly ở nhà thì cô đây. Tức là nhà nước là rất lo cho người dân. Trong này thì nói chung là cũng không có gì buồn đâu. Thì mình trong phòng mình buồn, ở ngoài thì thấy là trẻ con cũng có, nó chơi với nhau cũng ý ấy lắm. Thôi mình nói chỗ khác đi nhỉ. Thì mình trong khu cách ly khoảng được 11, 12 ngày rồi. Thì trong cái thời gian đấy thì mình có nghe sự kiện đó là cái xe VinFast của Việt Nam đó, của công ty VinFast ấy, bắt đầu triển lãm thành công ở New York, ấy ở Los Angeles. Đấy, mình trong khu cách ly mà mình theo dõi thường xuyên những chuyện này, mình rất tự hào. Đấy, mình rất tự hào thấy là đất nước mình, cả Đông Nam Á thì có mỗi Việt Nam mình làm được chuyện này thôi. Triển lãm xe ở New York, ấy ở Los Angeles, quên Los Angeles, ở Los Angeles. Nhưng mà tôi thấy trên cái không gian mạng này á, thì tôi thấy á, khi mà Việt Nam mình thành công như vậy á, thì tôi thấy những cái bọn phản động á, những cái bọn ba que á, bọn sọc lồn á,
cái trang RFA, BBC, VOA, nhất là trang RFA nó rất là tức tối. Bạn biết thì tôi theo dõi trong đây này, trong bật internet trên đây, trong đây tôi theo dõi này, rất là tức. Nó tức tối, nó lôi đủ thứ cái, nó xuyên tạc, nó phá. Bởi hình như cái thằng Sam Hoàng Lưu, cái thằng Lưu Hoàng Lưu á, thằng mà nó khoe ăn gà hai đô nó ăn đấy bạn. Đấy, thôi nó hôm nay nó viết cái bài tôi nói không thể tưởng tượng được nó viết cái gì luôn. Nó chụp lại bài viết của tôi đưa lên. Xong rồi người ta phản biện nó xóa comment người ta đi. Thấy không? Bạn thấy hèn thật. Trong khu cách ly thì buồn nó phét các bạn tí thôi. Đấy, trong đây cũng nói chung là này thấy là quạt có nên mà cái trường chuẩn á, trường này là trường chuẩn nên cái phòng học rất là thoáng mát đẹp sạch sẽ. Mình trong khu cách ly này mình phải nói là thoải mái. Ở bên kế bên là cái khu mà trường ngồi là trường trường mình bên cách ly là trường tiểu học Lê Quý Đôn, còn bên cạnh mình á là cũng một khu cách ly lớn hơn nữa là trường trường Huỳnh Văn Nghệ phường 14 quận Gò Vấp. Bên đấy thì ở đấy thì nói chung là dành đến những cái ca nặng hơn đến đây, nhưng mà nói chung là cũng không có gì đáng lo các bạn. Trong đây bình thường thôi. Bữa nào tôi quay cho các bạn nghe cảnh trong khu này, ngày mai đi, sáng mai tôi đi tôi quay đoạn vòng cho rồi tôi up lên YouTube, up cho bạn coi khung cảnh khu cách ly này nó như thế nào trong trường học á. Nói chung là khi bạn vào đây á, cái khẩu trang á, ép không với nhau hết á, đeo cũng như không mà cũng chẳng cũng được, ép không hết nhau mà lây nữa đâu mà đeo cho gọi là có lịch sự thôi, cho nên gọi là có trách nhiệm thôi. Chứ thật sự là giờ các bạn ép không hết với nhau đây, đeo không đeo cũng như không mà lây, ép không đâu có lây với nhau được. Nói chung là nếu bạn nào sợ cách ly á, thì bạn cứ coi video livestream của mình sẽ quay cũng cách ly, ngày mai mình sẽ quay cho bạn coi. Không có gì đáng sợ, mọi người rất là vui vẻ ở đây. Đôi khi có những cái gọi là mâu thuẫn nhỏ giữa những người mà tình nguyện viên và những người bệnh nhân thôi, không có gì đáng nhiều, không có gì đáng ngại đâu. Nói chung là nếu mà bạn nào bị đi cách ly thì bạn cứ tuân thủ đi, người bộ không ăn uống thì đầy đủ, chắc chắn là tôi nói là ăn uống là đầy đủ, một ngày ba bữa sáng trưa chiều tối tùy khu cách ly thôi, nhưng mà khu của tôi đây là tôi rất là được, rất là tốt. Phòng tắm có vòi hoa sen đàng hoàng ấy nhá, cái trường này phòng tắm cho học sinh có vòi hoa sen đàng hoàng, ba lầu đều ba có vòi hoa sen luôn cho học sinh. Những ngày khu cách ly này có vòi hoa sen thì các bạn tắm đàng hoàng. Tuyệt lắm. Ngày mai mình quay cho bạn một vòng ba tầng lầu luôn và tầng dưới luôn cho bạn coi cảnh nó như thế nào, cho bạn hình dung ra để những người nào mà có cái tâm lý mà ngại cách ly đấy thì không có sợ hãi nữa. Đấy bạn không nên sợ, ở đây là cơm nhà nước nuôi hết rồi, không có lo gì hết đấy. Chỉ mang theo đồ ăn mình thích thôi, như bánh trái mì gói ấy, mang vào thì mình cảm thấy mình thèm mình ăn thôi, nhờ người nhà gửi lên á thì mình ăn. Và đặc biệt và nếu trong khu cách ly này á, thường á, khi bạn vào á, những người mà lớn tuổi, những người có bệnh nền sẽ được phát thuốc để điều trị covid đấy, còn những người trẻ như tôi thì không được phát cái gì hết đấy, chỉ đến ngày xét nghiệm thôi đấy, thì mình khỏe mình không được phát gì hết, chỉ mới triệu chứng nhẹ nhẹ như là mất khứu giác thì không có gì ấy, chỉ đợi xét âm tính thì về thôi đấy, đơn giản là vậy thôi. Còn chỉ yếu những người già, những người lớn tuổi bệnh nền thì phát thuốc và chăm sóc đặc biệt riêng.
mai mình quay cho các bạn coi vòng xem nó đáng sợ như thế nào. Chứ thật sự là chỗ này ở là không khí ở trong lành đấy, cây cối nhiều, chim. Mà thôi đọc để ngày mai mình quay cho các bạn coi. Cái máy này là cái máy Line 4, mình mới mua cái máy VMAX Line 4 mình quay cho các bạn coi luôn. Để up lên YouTube, mình sẽ up lên lại trên Facebook. Mình coi có bữa đêm khuya giờ khoảng gần 10 giờ đấy, khoảng 9 giờ 45 rồi. Thật sự là muốn ngủ cũng được, ngủ nhiều quá không buồn ngủ nữa các bạn. Và thôi nhé, tôi kết thúc livestream đây. Chắc điện thoại cũng sắp hết hết dung lượng hôm nay rồi. 4G mày sắp hết rồi. Và xin kết thúc, xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon.